lên đường. Ba ông cháu đi hái lá cách các bạn. Tiếp tục làm một món nữa về dòng họ đậu, đậu xào dừa nha các bạn. Phải hái một mớ lá cách đó các bạn. Ba ông cháu, các bạn có nhớ ba ông cháu không? Đấy. Thôi, con đừng chạy. Bôi cầm đó đi. Đây, ba ông cháu tôi đi hái lá cách nha các bạn. Đụng cái chỗ này có rồi. Bơi này kiếm hơi vất vả, cái cách hơi bị còi, không đẹp lắm. Đây, nó non mướt nè các bạn. Cái này ăn ngon lắm. Ui, lá bự bự không ha Pin ha. Chỗ này to, ta sao ta tốt quá Pin ha. Cái đó là cái gì? Lá sâm. Lá sâm phải không? Lá xương sâm đó các bạn. Đây nè. Đâu Pin cầm lên cho Pin. Em đang về làm nước sâm. Đó lá sâm các bạn. Bạn thấy lá sâm sâm không? Xương sâm. Lá sâm đi. Đây. Ui, cái chỗ này tốt quá. Cái sâm nè. Ông đã nói lá sâm về làm nước sâm luôn hả? Ừ, không. Đây. Đây rồi. Xào xào nha các bạn. Xào xào. Xào xào chiên 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 xào xào. Đây các bạn. Các bạn biết món gì chưa? Các bạn biết chưa thấy không? Cái này là xác đậu để mà nấu tàu hũ mới nãy đó các bạn. Rồi bây giờ cái mình lấy cái xác đậu mình xào với nước cốt dừa các bạn. Đó. Tìm được món này hen. Cái món này cũng hầu như các bạn ít thấy lắm đó nghe. Mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn trên clip một cho trọn vẹn về cái đậu nành đó các bạn. Ngọt ăn gì? Đậu nành rồi cái không phải là bỏ hết nha các bạn. Đúng là nếu mà người ta làm nhiều đó các bạn, người ta làm đậu đậu hũ đồ các bạn, thì cái xác đậu này ra nhiều lắm này. Nhưng mà người ta dắt không còn gì đâu, không còn chất bổ luôn. Còn cái này ở nhà mình làm. Nhỏ lửa các bạn. Nhỏ tí xíu lửa. Đây. Đó. Nhỏ lửa. Ui, xiết hả? Đưa ông nội đi con. Đang làm xiết hả? Có muỗng cho ông nội. Rồi, đưa cho ông nội ăn đi. Rồi, để ông đi lấy muỗng rồi. Đây. Bỏ muối, đường, bột ngọt. Bỏ muối, đường thôi. Có nhiều bột ngọt các bạn. Miếng đường trước nha bạn. Rồi. Cái gia vị nêm nếm thì do tùy theo mỗi người. Nha. Nhiều người thì người ta không thích ăn bột ngọt nhiều các bạn. Mà thì người ta bỏ ít. Còn có người thì người ta ăn được nhiều thì người ta bỏ nhiều. Thì thôi hen. Gia vị thì nêm nếm của mọi người thôi. Cách xào thì nó cũng tương tự nhau luôn. Sắc đậu sẵn cốt dừa giá. Giá vậy thôi. Chút nữa là mình cuốn với rau sống đâu, chấm nước mắm nha các bạn. Cũng hợp lý, ngon lắm. Rồi. Rồi, xào xong. Chút xíu nó lên mâm nha các bạn. Ngon. Ngon bạc. Cái xanh xanh này là cái lá cách đó bạn. Lá cách đó lên mùi thơm. Món này lâu ăn lắm mà. Cái này mình ăn dụng trước nha. Ngon quá. Ngon quá. Mùi lá cách. Rồi nha các bạn. Ăn thôi. Lên mâm rồi. Đây. Mình chủ yếu mình khoe với các bạn là cái món này nha các bạn. Món này đây. Đây, món này.
để mình chia sẻ với các bạn cái món này nha. Ngon tuyệt đó. Nè, hôm nay đơn giản nhìn, cũng thịnh soạn luôn. Đây, cá hấp, cá lóc hấp. Cái món này mình giới thiệu nhiều các bạn nha. Cũng thấy hoành tráng chưa? Mình vô mình làm thử một miếng đi. Xúm vô nha. Cái thằng Út nó đây. Đây là cách nha. Cuốn thôi. Bả mặt lắm á. À, miếng vô ăn đi. Vô đắng. Cái này cơm đắng hả? Ừ. Vô đắng đúng ha, ăn cái này. Đúng đấy. Ừ, vô đắng mắt. Thôi thôi. Rồi ăn đi chị Phú hay chưa? Chưa ăn, chưa ăn này không? Hả? Cá. Ừ. Ừ. Ngon lắm nha bạn. Cái gì vậy? Dạ. Sao không cho con Kiều nó một cái câu thứ này nha. Ừ. Thôi mời con một chút thôi. Đây, mời các bạn nha. Quất cá này. Ra đường thì cuốn cái này thôi, nó ngon dữ. Cái đó cuốn ăn ngon rồi đó. Có cái muỗng đó hả ba? Ngon nha. Cái nhãn mà luôn. Cái này hả? Bỏ đi. Bỏ đi chỗ. Cái nhãn cái nào nó hút rồi. Đâu á. Là làm gì ngon thiệt. Cui bia. Sao đó nó không vô cái gì vậy? Rồi mời các bạn nha. Uống bia luôn. Cái này cũng món thứ hai nè. Đây, để vô cùng hành. Cục hành này cứ đó. Cũng cái này nhưng mà mình thích cái này nhất. Cá chưa đó. Để từ từ thôi. Ừ nha. Đâu quá. Được không? Ừ lắm rồi. Cái gì? Ừ. Cũng thứ hai. Giỏi. Nó giỏi nha. Ở vô tô nữa nè. Rồi rồi. Tô nữa đi. Rồi ăn cái xấu đi. Cái con nước hầm rồi đó. Vừa xào á. Cái béo. Chứ thực sự nó cũng... Cái này mình xào giá với như củ trắng thôi chị bạn. Cái này nó có cốt. Cái này phải như thêm cốt nữa. Ừ, có cốt. Nhưng mà cũng được rồi. Nó gì chưa? Bỏ giá với củ trắng vô. Củ trắng vô mà nãy nó cũng thấy hồi nãy vô quá. Ừ. Vậy à? Có lóc bỏ thì mình dở vậy. Không vậy hết nói luôn. Kỳ cục, nó dở, bà cố luôn. Lóc bỏ tủ lạnh thì chỉ có kho. Ăn ở gần anh nằm mắt ừ. Chị đang có cặp luôn hả? Ừ, dở, kỳ cục. Dở rồi hả? Cái mẹ vô cuốn hả? Chồng ơi, dạ, bị rồi. Ai biết đâu, tôi biết bà ăn gì cũng cứu rồi. Thơ, chồng cố cố. Cá cũng nhiều ngon nè, con cá. Con cá chắc ngon rồi, bắt đầu bỏ cái viên hủng. Bớt rồi. Bớt rồi nè. Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi, cuối cùng mình cũng làm một món sát đậu xào giá nước cốt dừa. Rồi có chút đỉnh thêm lá cách trong đó nha các bạn. Rồi là bây giờ mình xin kết thúc clip mình ở đây. Cái món này cũng như là xin tạm biệt các bạn. Các bạn có thích các bạn hãy bấm đăng ký và bấm kim cái chuông nữa các bạn, để nhận được nhiều clip mới của mình nữa nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở clip sau nha. Bye bye.